Thưa quý vị, đổi mới chính sách, cơ chế tài chính là giải pháp then chốt để thực hiện hiệu quả nghị quyết về đổi mới giáo dục đào tạo. Các nhiệm vụ này đã được ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai hiệu quả trong những năm qua. Từ đầu năm học, các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức triển khai tốt các khoản thu, các khoản tài trợ, giá dịch vụ theo đúng hướng dẫn. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, các khoản thu giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Các đơn vị trường học thực hiện quản lý, điều hành ngân sách một cách hiệu quả, tiết kiệm và công khai rõ ràng thu chi tài chính, niêm yết công khai theo đúng quy định để mọi người theo dõi, giám sát. Thì trong năm học 2020-2021 này thì nhà trường cũng thực hiện theo những cái văn bản chỉ đạo cũng như hướng dẫn của tất cả các cấp. Thì những khoản thu bắt buộc thì nhà trường cũng là công khai và thông tin đến cho phụ huynh để phụ huynh nắm bắt được là cái khoản thu là để mà cùng phối hợp với lại nhà trường để làm tốt cái công tác thu. Thông qua các cuộc họp về ví dụ như các quỹ cho phụ huynh thì từ các văn bản chỉ đạo của các cấp thực hiện nghiêm túc, và đặc biệt là trong cái việc mà thu đầu năm của các khoản thu của phụ huynh thì được phụ huynh trao đổi và tự nguyện, và cái công việc công khai của nhà trường được niêm yết cụ thể ở các bản tin được trên website. Trong năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kịp thời tham mưu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các chủ trương, chính sách, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025, mua sắm phòng máy tính phục vụ dạy học môn tin học ở các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học thành phố Đà Nẵng, đầu tư trang thiết bị hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho các trường tiểu học. Thì hiện nay là nhà trường, tất cả các phòng học thì đều được trang bị các thiết bị dạy học giúp cho giáo viên là hỗ trợ thêm cho giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2021 thì ngành cũng sẽ tiếp tục thực hiện những đề án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Bên cạnh đó thì ngành cũng thường xuyên là tăng cường hơn nữa tính công khai minh bạch trong công tác quản lý tài chính để các đơn vị trường học thực hiện một cách rõ ràng. Từ đó tạo niềm tin đối với giáo viên và đặc biệt là để phụ huynh và học sinh yên tâm. Năm 2021, ngành giáo dục Đà Nẵng tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành ngân sách một cách hiệu quả, tiết kiệm và công khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rà soát hệ thống trường lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch tổng thể và tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.